ba tết ba tết ờ không nhờ ê biết làm không vậy mày biết làm bếp không trời ơi mẹ độ đỉnh cao nè xe xe mẫu con dây xe mẫu xe thầy ra ngoài cũng đi cho nó rộng rãi mắm mở tủ ra đâu gà chặt chưa con xe để con xé thầy xé hồi xé chị ăn chặt đi con lấy dao chặt đi xé gì nè con thấy gà xé không thôi gà gà ta hay gà gì con không biết mày xé mày phải đeo bao lông vô chứ mày xé tay à con đang kiếm gì á xé làm gỏi hay sao có gỏi không cái đó phải hỏi đợi xe mẫu rồi con ơi hôm nay là chứ còn bình thường đâu có để ý đâu có thấy ngâm quá trời luôn cái kiếm này vậy chân thầy còn xài không vậy còn kiếm câu trường sinh bất tử cứ uống là biết à vụ này là trường sinh bất tử luôn nha mọi người uống vào là lên đỉnh nha hai nhái là thường uống là sốt nè cái tên gỗ này hình như là thầy sáng tên đó luôn này định lướt đi đâu nữa chia sẻ vô tim vô viết bình luận vô rồi lướt đi đâu lướt ở ngoài đó thì còn thêm hầm nữa hả ta gọi đây nữa nha rồi cái bào gỏi này con bà làm gì bà đang làm gì vậy ủa con bà đi cho mẹ xong rồi gỏi này nấu nước gì vậy nghe em ăn mì anh nghe em muốn ăn mì chắc chưa đâu em ơi anh còn bên thầy rồi tiếng nữa mới về được không về luôn không về luôn hả về má bia mồi ngon quá không xong về về là còn phải ở trên đầu người phụ nữ đám đa
coi hết Tết lẹ lẹ. Mày mở đi. Này khỏi đá mồi luôn. Thầy, khỏi đá mồi luôn, đâu có đá đâu không? Nói không có, bịch đây nè. Còn tủ nhà tủ đen á. Đây của tao rồi. Màu hồng mới chịu. Màu hồng cánh sen. Không có ly này của thầy đói vậy. Con đi gấp về luôn. Vậy đi ban ngày có công an đâu sợ. Thôi không công lắm rồi. Đang khỏi. Bắt cái quần xe là cho nó bé. Đầu năm mình thấy nhậu lắm là khó quá. Nó bắt hết luôn á, không có mùng nào nó tha. Qua nó ép nó vô kẹt mà đậu má này. Đi vô hết luôn vô, không có nguyên đòn xe vô hết luôn. Tao quay đầu được đâu, không có quay đầu lại được. Đáng gì chưa? Sữa. Sữa này sao? Muỗng sữa. Muỗng sữa mình bánh mà tết nhất mà. Bước đầu ngán á. Này ông đi xì nha. Rồi mấy đứa ơi. Đến với ông mấy đứa ơi. Mấy đứa. Đó. Cô ra đây chúc Tết mày. Đội quân tí hon. Đội quân tí hon. Đây chúc Tết con nghe thôi. Chúc Tết sao được con nghe. Anh tay vô. Nó lớn lên, ăn tao nó lớn lên sao? Chúc Tết thì cái giờ nhà. Rồi sao nữa? Hết hả? Sống lâu trăm tuổi. Sống lâu thành tinh đúng không? Đúng không? Đi uống trà sữa không? Nè đi mua trà sữa uống. À. Mà mày để gớt rồi gái tao lụm lợi đó nha. Đi sao? Con mới đưa nhà để sữa như ý. À. Còn gì nữa? À. Sống lâu trăm tuổi. Sống lâu thần tinh luôn đúng không? Nè, không đi chạy. Chị nói mày có lì xì đó mày. Mày già mình lì xì rồi được. Cái tập 2 đó nữa mày đang sân nè. Cái này con. Sân à, Sân à. Con lì xì rồi, lì xì quá rồi. Cái gì nữa? Dạng sự như ý là bạn phát tài chứ. Dạng sự như ý là bạn phát tài. Rồi cho sống lâu trăm tuổi đi con, để nhậu nhiều con. Già như đĩa rồi người. Rồi cái nha thầy. Con năm mới là tháng hồng chưa chưa? Chúc cho ngoan lại nha chưa? Ba mẹ không? Léo rượu mà léo liền lên nó thấy lì xì mà nhiều. Thấy đi. Không. Hảo làm lợi thấy lì xì nhiều quá lụ nó giận rồi nó đét quen. Lì xì thì lụm lại thì quá còn cái ác à. Nhưng mà thầy nói là lụm con Tùng, nó thấy lụm lì xì nó 100 mà con lì xì nhiều hơn lụm. Chứ anh hơi buồn. Phải con lụm, nó mang đúng vô thầy về con, mang kia 300 mấy con, thầy buồn lại chứ nó. Rồi nó mang bánh trái về, cho nên thầy buồn ít, đúng không? Nói việc cho sự luôn á. Lấy lọc vô được rồi. Ngồi đó mà.
mùng 3 nè. Chắc đi hơi quá. Rồi đã uống được trước rồi. Uống được xưa rồi, mấy bình nó xưa. Uống. Người đâu đi hơi đâu. Không biết đâu. Uống là chỉ lấy mấy bình mà đi nè. Uống đó. Bây giờ uống á, lấy bình nè, rượu dành cho ông Tú Đạt tóc dài. Đi rõ em ha, rượu dành cho chú Đạt tóc dài. Rồi, để tao uống nè. Rồi, tao có ba bình của tao. Có ba bình tên của thầy. Ở ngoài dưới ngoài thầy ơi. À, thì để ngoài không còn kệ ngoài nữa mà. Không để nó mau rồi thầy thì sao còn cái một cái đồ thằng kia mà nó không có con đó, tức là nó sầm lên nó mất con, nó lấy lâu lắm mà không có con. Tôi thăm tôi nó nhậu thầy tâm sự không có cái đùi. Tôi cho nó 4 bình đó anh, mà nó chịu khó nha. Đúng đâu thì chiếc ra thì uống hàng ngày. Đúng là nó khát khao có con nhưng nó chịu khó nên mà bút chỉ với từng thời lên này. Cái này là dặn uống hết bình đó, cái lên đây là cho mình cái thầy làm cho mình cái uống mình thứ ba thì thử. Giờ con rẻ đứa con, má nó cần hơn, má nhẹ rồi. Ba nhân bệnh dữ nó. Nó khó đậu, nó nói là nó khó đậu. Yếu rồi. Nó khó đậu. Đúng không? Mày tưởng mày trốn nãy giờ ra là tao không hỏi hả? Dạ. Đúng không? Đúng không Trung? Thấy không? Mình tính hỏi nó bỏ chạy, thấy không? Có nào con đi... Ơ, đầy nữa rồi. Nhớ là anh nói nhỏ hả? Chơi với chị đó. Này! Định lướt đi đâu nữa? Chia sẻ vô! Tim vô! Viết bình luận vô! Rồi lướt đi đâu lướt? Thằng chồng nó vô sợ rồi, hỏi nó có rửa tay không? Nghĩa là thằng này nó sợ tốn qua cầm cu của nó rồi. Hỏi rửa tay chưa? Hụt má cái nó là hụt má. Tao mà cũng uống nha. Ăn tội vệ sinh chung. Mày tội gặp tao uống như mày. Cầm vô rồi con nã rồi này ơi. Đâu mà cũng đâu có sao đâu anh vợ chồng mà 1-2 vợ chồng chỉ gì đâu, không sao đâu. Má đang toàn đồ ăn đây nè. Trời ơi, ai nói đúng rồi. Má thằng này nó sợ có qua Trung Quốc nhỏ này. Con này, hiểu không? Bây giờ bắt đầu làm mồi cho thầy nhậu. Hiểu không? Cho nên nó sợ, nó hỏi vợ nó là má em rửa tay chưa? Mà con nhỏ này đồ má bản bản là đồ má chó giống như là chó hôm qua không đụ. Mà này nó về nó khai lại nó là thầy ơi, chịu kiệm nữa chứ. Đụng cái hai năm rồi. Đụng có đụng ngay canh đêm vô thừa. Đụng qua đụng từ năm này qua tới năm kia luôn. Gì anh hân vũ con nữa hả? Rồi. Đây còn 12 tuổi đàn. Đây là cái tuổi của bà trước. Sao? Con phụ anh em hết. Cắt thấm rồi, mấy thằng hết chưa? Cắt thấm. Con à, thu anh em hết. Thu bà nội mày. Má mày. Trời ơi, đây là má con, má đậu má dài dài, má từ đây xuống Bình Tân luôn. Món lém nó mặc tôi bậy đâu. Đạt đưa ra cho con mình. Chụp đồng đứa nó chụp đường, nàng bậy nói con mình sao? Chết luôn. Bây
dụng đi đâu à? Không số lấy gì nữa, nước tương. Mày nhậu đi đâu mày? Anh Trung ơi. Mấy thì bán mười mấy không? Nói là thì bán mười mấy triệu không? Anh cho cái đó là bẻ ra vàng ra tiền của anh. Cái này là máy nhiều rồi. Máy. Em à, em giờ chắc mười mấy cái rồi. Mười mấy cái. Có lần không có giờ con hết xài mấy coi rồi. Con chưng không à. Cầm không nổi. Con nói thiệt mà. Em nó cứng tay em luôn á, nó cứng cái coi. Mấy coi. Hồi xưa em con muốn quýnh mấy coi không? Con đánh bóng cũng mấy coi luôn, mà giờ con quýnh bèn hết luôn. Mấy coi biết rồi, cái lực đánh nó tốt lắm. Mấy coi là lực đánh nó tốt á. Nó dễ bị sát thôi, dễ mình không ấy là quản lý được cái lực của nó xuống với cái biến áp mình nữa này ha. Vô nó hỏng cái nào còn theo nghề rồi đừng bệnh đó, trái phẳng còn theo nghề rồi còn nó duyên duyên thầy trò. Cái biến áp, cái biến áp gỗ của ông Hoàng Lập thì nó bị lại nữa rồi, nó bị mấy cái con tụ trong đó. Bỏ đi. Ở về cho khác. Sửa gió lẹ. Còn lẹ đúng không? Bạn hơi rồi bỏ đi. Ăn gì chưa? Ăn chung. Ăn chung cầm lên. Em đi sạc đường. Em đi xe nào nó dắt theo em, đủ dắt theo đó. À. Sao mày không ăn nạc đi, mày ăn cẩn vậy? Để con quýnh chạy cho nhanh. Lên vùng cao á, lên mấy buôn làng á, nó nghe nói là độ lên cái đó là con gái đi cưới con trai, nó khoái nó ý hửng. Má sức dầu thơm rồi mặc đồ đẹp trai luôn. Má lên trên đó tôi nói không là 13, 14 tuổi là nó quẩy luôn. Nó lên trên đó là nó đẹp trai. Đẹp trai đẹp. Nhưng mà lên trên đó thấy con gái đụ quẩy gánh phía trước, quẩy gánh phía sau, đụ má mày quẩy không mày, đụ má bình rửa là đụ kiếm nó. Dạ, em vỗ cái kim cái dân tộc này đó. Gái đồng bào ở vùng cao ở đủ mới đẻ sớm nha, 14 tuổi. Đẻ sớm con cũng hiểu, 13, 14 tuổi không anh? Buồn quá.
Ở trên đó đâu có mà nghĩ sao ở trên núi mà buồn mái trong làng lỗi qua cái nói lỗi hú cái này lộn bên đây chút xíu lỗi hú cái là lộn chui nhà sao nó xong mày 13-14 tuổi đẻ mà nhiều đứa đẹp nha, nhiều đứa vô nhận quà đình thiện của thầy á, lộn nó nhìn nó lộn trong bốc à, nhỏ nhỏ không à, nhỏ xíu à. Em kìa em hỏi em chủ nó nít. Con cũng hỏi con thon con nhiêu tuổi em lo lắm tụi con hả ơi trời quá thôi đi luôn đi đi luôn xong rồi đem tài nữa ba gạo 50 kg á thằng nhóc kia nó ấm nhách nheo à thì người đồng bào á làm em quên thêm cái em đi luôn năm xuân á thằng này thấy em kia nhỏ quá tưởng nó khiêng nổi nó nói à, em đừng có khiêng em kéo đi giờ nó xuân kia nó sóc mắt cái lụm bợ lên ghinh lên luôn còn cái thằng nó bưng hai bao 100 kg luôn, Nhìn xíu nhỏ mà em luôn á trời ơi ghê bà má ốm cái người đồng bào mà bữa đây thấy nó nặng quá trời cái bao mà bao quần áo anh hai thằng khiêng cái một chạy tê tê luôn luôn mới từ xe tải vô tới hội trường luôn nhưng mà giống như mình bốn năm thằng khiêng thở chết đủ mấy có hai thằng nít mà nhọc chứ không con cam ga thì con lâu lâu ý kiến ý cò nó kêu mà quên nó bỏ đi luôn kéo thôi cho đỡ mệt đủ mấy nhóc đâu thèm trả lời đâu khi nhóc bật lên cho mọi người thấy nó ốm quá má hãy về nó ăn nó mạnh ghê má còn nó nhẹ không biết nó ăn cái gì con không biết ở trên đó mà ban ngày nó ăn ban ngày em mặc áo lạnh cũng chịu đến không mà phải nhớ bớt cái quần áo nó mặc áo mỏng dính nó lao động quen rồi chưa nóng đâu mà đâu mà lao động gì đâu buồn nào nó lao động quen rồi mạnh lắm mà bây giờ thôi thôi xin lỗi bóp gỡ vô lấy nửa con kia ra ăn đi mày để dành gì nữa cho nó ăn thoải mái chứ tao uống từ từ nha tụi bay đừng gặp đi nha mai tao còn đi nữa đó mai tao chở xe hơi đó chín bảy đó mai em chở rồi mai không chịu ở đâu ok đó uống lâu tao lấy chạy gần mà gần mà gần không sợ sợ nó còn giữ mình giữ nhiệt thôi không lâu giờ mai thì mới đi giờ thì quấn thùng cũng được không mày cũng lo hay lo cái mai 7 giờ cái mặt đây mày mày á con đi gấp rồi mình nó đâu đây đâu nó đi mày là chở anh sinh đi con đi lên chở anh sinh lọc con nội con đi xong con về đi thôi với em ở Phủ Long đợi em trước dạ đi dần tiếng rưỡi về à 2 tiếng à đi tới chiều ngủ trong đây nữa nè em ghê nên lúc ngàn nội trên miếu á Phủ Long á để cho hai nhỏ đi luôn đem xe tao xuống đây đi xe tao xe thầy nè xe thầy dưới chỗ mà dưới mấy chỗ chơi hai đứa nít đi theo luôn ngày mai anh chạy qua đây hả còn không vậy nè okay. Cho hai đứa nít lên đây em anh đi xem ta mày đi lên đủ xe mà đi xe mà mày nói gì xe tao 6 chỗ mà mày nói gì vậy hai đứa nít đậu tính rồi phải ý là cho mấy đứa nít ngồi thôi kệ cho anh Trung mày ngồi luôn xe vẫn rộng, vẫn đủ đâu, ngày mai sư mẫu ngồi trước nè sao hai đứa so, không đủ mời ba, bốn đứa ba sân nữa chi đi sân nữa ba đứa, bốn đứa đi sân ba đứa, sao con nít lên sáng hay nằm đó không được đâu để cho con nít em với anh nè, em bơm cho anh trời ơi, em bơm lẹ luôn đi xe con đa không được thì hai đứa nhỏ là bên xe tao, thoải mái đi gần sệt mà chạy chạy đa thoải mái từ đây nó tiếng hồ á không biết rồi luôn tiếng nè còn không tới đâu đi luôn đi luôn rồi cầu có lấy em đậu đây nè thích đi xe hơi có xe hơi đi xe hơi đây xe hơi chạy lên tới núi luôn mà trên núi luôn bên đó có Phủ Long á cái bên có khu vực Phủ Long đi ngon những đi không được thôi những đi nó lượn nó đi tụi nó lên tụi nó sinh tập thôi đi thì đó nó đứa nào đi được đi đi quyết định đi này hứa đó, nhưng mà đi xem nào quay phim được thôi quay lên bình thường lên tới nơi quay. Tới nơi quay trên đó cái đường núi lên quay đẹp lắm con nghe thầy nói rồi con tiên con muốn đi luôn thầy phải con muốn đi không khủng lắm con nên chở này mới biết lên chở tâm linh á con không giỡn rồi đi cái miếu mà thờ có thờ đập miếu thờ nãy con ngồi con nghe nói với sư bảo nói tự lên chảnh xin tiền xin bạc chứ mình xin làm ăn được thôi xin lọc làm ăn mình khỏe mạnh thôi tay qua nặng thổi má trúng số đề rồi này nọ được của con vậy là giờ tính hết tâm tao như này chưa mày năm mấy 34 rồi đó năm nay là năm cuối cùng nè thầy đâu tính 34 năm mốt bước qua 33 bước lợ là mày nay năm nhiêu học sinh 91 mày tuổi gì
con mùi em mấy sinh một chín mấy 91 con 34 rồi hôm nay 33 rồi 91 thầy tính 33 thầy tính 33 năm nay là 33 năm nay là năm cuối cùng của mày năm xui nhất của mày nè tính ra mày 33 tuổi năm nay năm xui nhất của mày luôn còn năm 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 cuối nè vất vả lắm rồi mệt lắm hôm nay năm cuối hết luôn năm nay là mày đầu năm á đầu năm á không thì cái giải cái bình giải thôi. Đi cúng kiến là giải là vậy đừng có cúng giống như mấy thầy bùa là pháp chút xíu là chỉ cho cách cúng nó vừa không cúng tiền mà vừa đồ có giải hạn đỡ xui xẻo đỡ mệt mỏi cúng về chung cúng chung tao nè tao mỗi năm nữa tao cúng đầu năm cuối năm đi con về thầy luôn cúng hai ngày trời lên cúng bình thường cúng giải bình thường. Anh tin no em không còn cúng đéo có tốn tiền vậy đó không phải đụng má giống như là đụng má thằng thầy kia đụng má dễ đụng cúng này kia xin cho bình an con bình an tại vì con năm nay năm cuối đó năm còn 33 con đang hết năm nay cũng có 2.000 con mới hết tầm tay ông nợ ông nợ ông về á ông nói ổng là tính con nó vẫn còn nóng nóng luôn đương nhiên tắt ra tắt ra